Xin chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh âm thanh của Xuân Đỉnh Audio. Và trong clip buổi tối ngày 29 tháng 1 thì vẫn luôn là những cái sản phẩm mới để phục vụ cho quý vị mua sắm cũng như phối gấp các cái thiết bị âm thanh nhà mình. Và trong clip ngày hôm nay thì Xuân Đỉnh lại về được một số những cái dòng hàng khá là khủng của Pioneer. Model của nó là SA 9800. Pioneer SA 9800. Đàn em cũng như đời chót cuối cùng của 9900. Thì dòng này nó gần như là khủng nhất rồi. Đấy. Ba chiếc âm ly về còn khá là đẹp và mới. Nhưng đây vẫn là những chiếc âm ly hàng bãi, hàng đã qua sử dụng và nó có tuổi đời là gần 50 năm rồi. Chứ nó cũng không phải là được như mới tinh. Nhưng những cái dòng này nó thiết kế là mặt phay nhôm nên khi anh em nhìn qua thì cũng thấy là nó còn rất là đẹp. Và cái mức giá của nó thì rẻ hơn so với mấy lần trước Xuân Đỉnh có bán, tại vì mấy lần trước nó chỉ về được có một con nên mức giá nó khá là cao, còn hôm nay thì về được ba con thì mức giá sẽ hợp lý hơn cho anh em mua sắm. Và những cái dòng này thì anh em chỉ cần về mua thêm một chiếc vang cơ hoặc chiếc vang số là ghép hát karaoke rất là tốt rồi, vì dòng này nó rất là khủng, nó nặng lên gần 20 kg, chạy 8 sọt sắt, công suất của nó là 180 hay 190 W, và cái phần chỉnh âm sắc của nó thì rất là tuyệt vời. Nên là anh em sẽ phối ghép rất tốt những dòng loa bass 30, thậm chí là bass 40, những dòng loa Nhật thì không phải nghĩ ngợi rồi. Vì những dòng âm ly này là dòng âm ly gần như đời hết số và khá là khủng. Và một cặp loa Diatone, cặp này là cặp DS77EXV, bass 32, công suất của nó thì cũng rất là khủng luôn, công suất của nó đến max 230 W một thùng. Thì những cái cặp loa như thế này thì đảm bảo với quý vị là vừa nghe nhạc vừa hát karaoke gia đình cực kỳ là tốt với diện tích phòng 30 đến 40 mét vuông. Và đặc biệt là nếu như phần nghe nhạc thì quá là tuyệt vời, chơi khá là đa dạng. Và một cái thế lợi hơn nữa đó là cái cặp này bản thân nó là gân vải nhưng nó bị mục nên đã được thay gân mút, thì cái tiếng bát của nó cực kỳ là sâu và uy lực, hay hơn gân vải của nó rất là nhiều, tại vì gân vải của nó về bao giờ cũng bị chai cứng, cho nên đã được thay gân mút này thì tiếng bát đánh rất là sâu. Và dòng này thì rất dễ ghép âm ly, không nhất thiết là phải những cái âm ly công suất quá lớn để đánh những dòng loa như thế này. Tại vì nhiều anh em chơi thì hay cộng công suất của loa. Thí dụ như cái cặp này, nó có công suất max là 230 W thì anh em phải mua những cái âm ly hỏi hay hỏi Xuân Đỉnh nhiều các bác khách ở các tỉnh hay hỏi là đôi loa của tôi có công suất là thí dụ như cái loa này là 230 thì các bác hãy cộng sẽ cộng là bên loa bên này và chiếc loa còn lại bên này, tức là 230 cộng 230 bằng 460. Sau đó gọi điện hỏi Xuân Đỉnh là có cái âm ly mà nó có công suất là 450 đến 500 W để đánh những cặp loa như này không, thì theo Xuân Đỉnh chia sẻ với quý vị là không nên phải như vậy. Tại vì đấy không phải là công suất thật của loa, nó gọi là công suất chịu tải thôi. Còn cái thực chất ra những cái dòng loa như thế này thì anh em chỉ cần những chiếc âm ly công suất từ 150 W đến 200 W trở lại là đánh đã rất là căng rồi. Thậm chí là chỉ cần những cái âm ly khoảng vài 3 triệu là đánh rất là tốt. Hiện tại những cái âm ly mà đánh những cái cặp loa như thế này thì nhà Xuân Đỉnh rất là nhiều. Với cái tầm giá từ 3 triệu đến 6-7 triệu thì cực kỳ là nhiều luôn. Và cũng ghép đảm bảo với quý vị là không hợp, không lấy tiền. Đấy. Nói như vậy là cho quý vị hiểu là những dòng loa này nó rất dễ ghép với âm ly. Sau đây thì Xuân Đỉnh sẽ đi chi tiết quay cận cảnh cũng như báo giá cho quý vị luôn. Thì hôm nay về được 3 chiếc âm ly Pioneer 9800. Đàn em của đời hết số là 9900 quý vị nhé. Nặng gần 20 cân. Phím bật tắt nguồn, đánh cầu loa AB. Toàn bộ là mặt phay nhôm núm đúc tiện nên nó rất là đẹp. Size của nó là size chuẩn 42, cầu loa AB có trở kháng là từ 4 ohm cộng AB nó sẽ có trở kháng là 8 ohm và nó có công suất là 190 W. Đây. Đấy. Pioneer là 9800. Công suất 190 W. Nó cũng hay là dòng này thì nó không phải là cầu loa ở đằng sau như những chiếc âm ly bình thường mà nó là ở bên hông, và nó là ở bên hông ở phía bên trái. Còn các cái tín hiệu vào thì nó sẽ là ở bên hông phía bên phải. Đây nó cũng có cổng pre-input đây cho anh em làm rẻ bao. Đấy. Máy còn rất là đẹp và nguyên bụi tây luôn. Đấy là bên cầu loa ra, còn bên này là các đường tín hiệu vào. Toàn nguyên cả những cái giắc cắm bọc bảo vệ các cái giắc tín hiệu này và chiếc này là nhìn nó rất là hay, tức là nó sẽ là tín hiệu âm thanh ở hai bên. Và phần phía bên mặt của nó thì từ
từ những dòng đời cao như thế này thì nó sẽ không còn có phần chỉnh non nớt nữa, cũng giống như những dòng sơn xuôi thì nên tới những dòng này thì nó tương đương với những dòng sơn xuôi đầu chín, thì không bao giờ thiết kế là non nớt mà nó chỉ có phần bass check và tần số của bass check thôi. Thì đây như con PN 9800 này thì nó có tần số của bass và chỉnh bass, tần số của tép và chỉnh tép. Thì anh em muốn bass lực và bass uy lực thì để 400, sau đó vặn volume này. Và nếu như muốn bass sâu thì em để 100 và cũng chỉnh volume này. Bên tép này cũng vậy, tép mảnh để 2k thì em cũng chỉnh bằng âm sắc bên này. Còn nếu như muốn tép dày thì để 8k thì chỉnh đây hết. Đây là chỉ là tần số thôi. Đấy là cách chỉnh. Phía bên dưới thì anh em để cái thần tone, tức là tông nhạc khi em gạt xuống on thì bass check này mới có tác dụng. Now filter thì em để ở chính giữa, tại vì khi chỉnh thì cái tần số của bass check sẽ bị giảm đi. Mono sitter thì để sitter. Cái phần after này thì nó chính là cái muting ngắt tiếng ấy, tức là tần số của nó giảm từ 0 đến 15 và đến 30, tức là tần số ngắt tiếng thì anh em để ở 0. Ba lăng volume. Sau này thì nó là đường tap và đường chọn tín hiệu đầu vào. Thì nó có hai đường, nó tap 1, tap 2 và AUX 1, AUX 2 tuner đều là những cái đường vào. Riêng phono là dành cho đĩa than. Đấy, anh em thấy cái phần âm này nó sử dụng rất là đơn giản, núm to nhất là núm volume, nó có tên luôn. Cả ba chiếc thì đều khá là đẹp. Chung là mặt mũi ruột gan và những dòng này thì đã được test hết hoạt động hoàn hảo luôn để cho quý vị về chơi test thôi. Và cái mức giá ngày hôm nay Xuân Đình bán cho quý vị, hôm trước thì Xuân Đình có một con thì bán là 7 triệu rưỡi, nhưng hôm nay về được ba con mức giá nó rẻ hơn để cho quý vị sở hữu, nó chỉ có 7 triệu 200 nghìn đồng là quý vị đã sở hữu được 1 triệu âm ni hàng khủng gần hết số của Piner sau mỗi 9.900. Và cái mức giá rẻ hơn nhiều, sau đến 9.900 thì nó tầm 9 triệu, còn 9.800 thì nó chỉ có 7 triệu 2 thôi. Đấy, anh em về ghép được rất là nhiều các loại loa, nếu như những dòng loa Nhật thì không phải nghĩ ngợi vì tiếng dòng này đánh cực kỳ là lực, chạy đến 8 sò sắt, hai tụ lọc nguồn như hai lon bia, máy nặng gần 20 kg. Ba chiếc. Mức giá là 7 triệu 200 nghìn đồng. Tiếp theo nữa thì Sơn Đình sẽ quay đến cái cặp loa. Thì cái cặp loa này thì nói chung là nó khá là tuyệt vời. Nó có cái cấu hình khá lớn, cao to, thậm chí nó còn cao to hơn cả những dòng 73D hay 73D Mark đôi. Thì dòng này nó đòi nó cao hơn mà, nó là DS77EXV. Đấy. Thông số của nó thì hiển thị ngay trên màn hình đây. Một bát 32, một chung 10 và một tép. Bát 32, chung 10, tép, tất cả toàn bộ đều là xương đúc. Đấy, còn nguyên cả xốp bên trong. Xương đúc hết quý vị nhé. Kích thước của thùng thì nó có chiều cao là 68, chiều ngang là 38 và chiều sâu là 30. Loa kích thước của nó khá là khủng, rất là nặng. Thùng thì góc cạnh đẹp tuyệt vời. Đấy, mình nói rõ với anh em là góc cạnh đẹp tuyệt vời. Công suất max của nó là 230W để cho quý vị vừa nghe nhạc vừa hát karaoke được luôn. Chất âm thì không phải nghĩ ngợi. Anh em chỉ cố gắng làm sao mà khi hát karaoke thì quan trọng nhất yếu tố của mình đó là phần vang và phần mic của mình phải tốt, và tránh tình trạng là bị rú mic. Thì tất nhiên là đến loa sân khấu nó còn bị cháy, không chi là những cái dòng loa Nhật này. Thì đấy là cái lời khuyên của Xuân Đình để anh em sử dụng những cặp loa này nó tốt hơn. Cặp này thì nó chỉ có một cái khiếm khuyết rất là nhỏ. Đây, tôi sẽ quay thật gần. Đó là khi vận chuyển về thì nó chỉ bị dập, bị dập một chút xíu bằng đầu móng tay út nhé. Nó không phải bị thủng. Màng của nó là màng carbon, màng này màng hai lớp, nó cực kỳ là dày. Cái này chỉ bị dập một chút xíu thôi. Nhưng cái này thì Xuân Đình chỉ cho anh em luôn, nó không ảnh hưởng gì đến loa. Tất nhiên thì nó chỉ ảnh hưởng gọi là thẩm mỹ thôi, chứ còn nếu về cái cấu hình thì nó không ảnh hưởng gì cả. Nó chỉ ảnh hưởng một chút đến thẩm mỹ của nó. Còn đâu là tất cả các cái góc cạnh của thùng loa, tiếng loa thì đều rất là đẹp, nói rõ với quý vị là rất đẹp. Căng cước cũng vậy, căng cước không có bị rách gì cả. Đây phần ấy căng đấy. Có một chút xíu này đã vá lại rồi. Và với cái cặp loa khủng như thế này, đời nó cao hơn cả 73D. Còn nếu như đẹp tuyệt vời thì chắc chắn không bao giờ có mức giá là dưới 8 triệu.
Như hôm nay thì Sơn Đỉnh xin phép là được bán cái mức giá rất là dễ chịu cho anh em, rẻ hơn một cái cặp loa phun tàu rất là nhiều, mức giá chỉ có 7 triệu 500 nghìn đồng một cái cặp loa Diatone DS77ESV, cực kỳ là khủng, nghe nhạc hát karaoke gia đình rất tốt, với diện tích phòng từ 30 đến 40 m², đảm bảo quý vị đánh rất là căng và tiếng cực kỳ là hay, vì đã được thay gân mút thì tiếng nó bass nó rất là sâu và mềm. Mức giá cặp loa Diatone 77EXV đời khá là cao, mức giá là 7 triệu 500 nghìn đồng. Và như vậy là trong clip buổi tối ngày 29 tháng 1 thì Xuân Đình giới thiệu cho quý vị những cái sản phẩm mới về. Anh em khi xem trong clip thì cố gắng là xem cho hết, cũng như báo giá chi tiết từng sản phẩm thì Xuân Đình nói rõ luôn, bán hàng công khai không úp mở gì về giá. Đây là nhiều các bác thì cứ hay xem xong rồi toàn nhắn tin hỏi giá bao nhiêu, thì nói thật là các bác xem thì cố gắng để ý cho kỹ, thì vì cái giá dán rõ trong những cái sản phẩm của gia đình luôn. Chi tiết cũng như địa chỉ để mua hàng là ngõ 42 Trần Cung, Hà Nội, số là 0395 727 582. Tất cả những sản phẩm này đều ship toàn quốc và giá không bao ship. Cảm ơn và xin chào anh em.